Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các anh chị không chuyên về bản đồ, chưa mở bản đồ dạng map info như thế nào. Hôm nay tôi xin hướng dẫn cho anh chị cụ thể nha. Ở đây tôi có một cái khóa học là chuyên về đầy đủ về map info nha. Cái này là tổng cộng nó là tới 130 mấy bài luôn nha. Và chín bài nè, rất là nhiều các bạn. Rồi, cái này là để hướng dẫn cho anh chị tự học nha. Ở đây mình làm đưa lên trong mạng hết rồi, do đó các anh chị tự mà học nha. Còn một số file nó chưa có hiện ra. Rồi nhiệm vụ bây giờ, khi các bạn nhận được một cái file đi, cái file như thế này nè, rồi anh chị log về ở đây, anh chị đặt tên là Lâm Nghiệp nha, bấm chuột phải nè, giải nén tại đây nè, hoặc giải nén đây cũng được nè, ở giờ đây thì ra bài này, rồi các anh chị nhấp đâu vô đây nha, copy đường dẫn này, rồi tiếp theo mở đầu mép phô lên nha. Rồi nhấp đôi mở mép phô lên, cho mở phô lên thì bấm vô mở nè, rồi chọn đường dẫn đến đó. Đây lưu ý nó mặc định là tab nè, các bạn mở không được ra, các bạn chọn vô đây, rồi các bạn chọn workbay nha. Rồi đây bấm mở lên, khi nó hiện lên nè, chú ý nha, nó hiện rất là nhiều nha, rồi bấm vô đây đó. Tất cả những file con nằm dưới đây nè, những file này chúng ta không được tới nha, tôi cần phải chính này nè. Đó. Rồi tắt bớt đi đó, tắt đi, bấm cái này tắt nè, nó tắt luôn. Cái còn lại một file chính này nè, cái file này nó phải in thôi nha. Rồi cái này nè, mở lên, mở to lên coi nè, đó thấy không. Ừ. Giả sử các bạn thấy những cái lớp địa hình này, cái địa hình không đó, đây nè địa hình này, là chọn chọn cái nó nha, phong cách nè, đó này nè, thị xã giao thông mấy nè, rồi cái này cái gì, địa hình một nè, rồi bấm Ctrl nha, rồi hoặc là bấm chuột phải layer control nè đó. Rồi bấm vô kéo xuống chỗ nào sáng lên tắt nó, thấy không, cái này coi đó, chú ý nha, đừng chọn như lớp giao thông nha, chọn như lớp địa hình đó. Rồi nó bấm chuột phải nè, bấm bằng tay nè, còn không có thì bấm vô đây nha. Đó, kéo lên coi đó, kéo lên coi. Rồi các bạn mà muốn thắc mắc muốn học gì đó thì các bạn lên cái nhóm này nè, đây kênh YouTube nè, vô cái nhóm bài của mình là Mempho khóa học phần mềm kiểm tra hoạch nè, để mà biết cách làm cách xử lý nè. Đây còn cách này là tôi chỉ các anh chị là để biết cách mở lên nha, tại anh chị chưa mở lần nào phải mở như nào. Rồi làm lại nha, đầu tiên chúng ta tắt nha, hello làm phần xuống, mình thấy cho mép phô không, đây nè đó, đây nè, bấm chuột phải vô mở mép phô hoặc chấp đôi hai cái nha. Khi mép phô nó hiện lên nè, nó hiện mấy thanh này nè, nhớ bấm cái này nè, bấm cái tròn nè, người tắt hết nè, thì màn hình sẽ hiện như này nè, bấm vô file nè, open nè, rồi chọn đường dẫn nữa nè, đó, mở tới cái này mở cái tab nữa không, bạn trái này nè, bạn chọn vô một bay, rồi chọn vô một bay bấm mở nha, tôi thường chấp đôi cái nhưng mà phải hướng dẫn các bạn cho cụ thể đó nha. Rồi đây cái này nào bấm tắt nè, tắt nè, tắt nè, tắt nè, rồi ngưng lại nha, nó khi hiện này lên đúng nè, nó vô đây rồi bấm Ctrl rồi chữ y dài nha, rồi đó bấm vô lớp địa hình nha, địa hình một á, đây tắt lớp địa hình một nè cho nó dễ nhìn. Rồi ở đây mở to lên đó, có thấy không, rồi cái này có bằng tay nè, có bằng tay cắm kéo lên nè, để hướng dẫn cho các bạn mà chưa mở bằng đầu lần nào nha, tại vì cái này là có người cũng hỏi mình cách hướng dẫn như thế nào cho cụ thể. Rồi, chậm chậm nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.